Số liệu của cơ quan thống kê Đà Nẵng cho biết, tính đến cuối tháng 9, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn đạt khoảng 95.300 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm gần 54%, nhưng chỉ tăng 7,5%. Môi trường vĩ mô đầy thách thức và tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng khiến mức tăng không đạt như kỳ vọng của các nhà bán lẻ. Để tăng doanh số bán hàng, buộc các nhà bán lẻ phải thích ứng nhanh và kịp thời, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Giá rẻ cho mọi nhà vừa là chiến lược kinh doanh bền bỉ nhưng cũng là lợi thế cạnh tranh của nhà bán lẻ này. Liên kết chuỗi cung ứng, hàng hóa, đặc biệt là nông sản đi thẳng từ vùng sản xuất đến siêu thị mà không qua khâu trung gian, tiết giảm rất nhiều chi phí để có mức giá cạnh tranh đến tay người tiêu dùng. Đại dịch Covid-19 cũng làm cho bối cảnh thị trường đã thay đổi, người tiêu dùng có tâm lý thắt chặt chi tiêu, cơ cấu giỏ hàng nghiêng về thực phẩm thiết yếu, thích trải nghiệm mua sắm đa kênh và thanh toán số. Để tăng doanh số bán hàng buộc nhà bán lẻ phải thích ứng nhanh và kịp thời. Đồng thời chúng tôi cũng làm việc với tất cả các nhà cung cấp, nhà sản xuất để hiểu được rằng cái giai đoạn này giai đoạn chúng ta cùng đồng hành để đưa ra những cái chính sách tốt nhất. Tới 64% khách hàng khi phỏng vấn đều mong muốn qua online. Vì vậy cái câu chuyện chúng tôi không phải là đầu tư về nhân sự mà chúng tôi phải đầu tư chất lượng kiểu gì mà khi mà hàng từ ngoài họ về tới tay khách hàng nó vẫn y như trong siêu thị. Không có nhiều lợi thế về giá như các đại siêu thị, nhà bán lẻ này lại chọn phương thức bán hàng vừa túi tiền của tất cả người tiêu dùng. Để ai đến siêu thị cũng có thể mua được món hàng mình cần, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Nhờ cách làm này, doanh số bán lẻ của hệ thống đã tăng dần qua các tháng, nhất là trong quý 3. Giá trị hóa đơn của mỗi khách hàng đều tăng lên và cơ cấu giỏ hàng đã có mặt những nhóm hàng hóa phi thiết yếu như áo quần, mỹ phẩm, v.v. Tiện tế khó khăn, người ta có thể dùng những cái sản phẩm mà nhỏ lẻ, nó hợp với túi tiền người ta và hợp với cái thu nhập. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái việc mà giảm với thuế VAT thì nó cũng đã tác động rất lớn đến người tiêu dùng. Thì chúng tôi đánh giá là đây cũng là một cái thay đổi, tuy là nó chưa phải là lớn như là cái giá trị bill như các cái năm trước dịch, nhưng tại hiện tại thì chúng tôi đấy cũng là một cái hy vọng là sức mua sẽ tăng trong cái dịp mà mua sắm lớn nhất là cái dịp về Tết Dương lịch và Tết âm lịch cuối năm. Với các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống, nếu như trước đại dịch Covid-19, đối thủ cạnh tranh của họ là hệ thống bán lẻ hiện đại thì nay còn có thêm thương mại điện tử. Chuyển đổi số với tiểu thương không chỉ là sự thích nghi bắt buộc với nhu cầu mua sắm số của người tiêu dùng, mà còn là tất yếu trước áp lực cạnh tranh của những kênh bán hàng mạnh hơn, năng động hơn, hiện đại hơn. Bữa nay họ bán online nhiều quá, mà mình thì bán không được. Mình đâu có biết tên mạng đâu, nói chị. Cũng thích học hỏi chứ, cũng thích buôn bán chứ, cũng thích mình online cho nhiều khách. Mà mình chưa biết, vì mình đang bán quen giống như mọi khi rồi chứ, mình cảm thấy là hơi khó khăn. Theo nhận định của các chuyên gia, về cơ bản xu hướng phát triển của ngành bán lẻ trong năm 2023 và các năm tới vẫn dựa trên những thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng sau đại dịch và sự áp dụng số hóa trên diện rộng toàn ngành. Những thay đổi gần đây của ngành bán lẻ, từ hành vi mua hàng, công nghệ, mô hình lao động, sự kết hợp các kênh bán hàng đến sự hình thành mô hình kinh doanh khác nhau dưới tác động của Covid-19, tạo nên diện mạo mới cho ngành bán lẻ với những trải nghiệm mua sắm mới trong tương lai.